Hôm 6 tháng 3, hai chiếc xe buýt tự lái hoàn toàn không có tài xế đã có cuộc xe chạy thử nghiệm tại thành phố San Francisco, California, nước Mỹ. Mỗi chiếc xe có giá 250.000 đô la Mỹ. Đây là những phương tiện công cộng tự lái đầu tiên của California, một trong những trung tâm công nghệ của Mỹ. Hai chiếc xe này là sản phẩm của hãng Waymo, một công ty con của Alphabet, tức Google, theo như tên cũ trước đây, đã từng được trình làng bản nguyên mẫu vào năm 2015. Điểm đặc biệt của chiếc buýt này là hoàn toàn không có vô lăng. Để sản xuất chiếc xe, dự án của Waymo hợp tác với các hãng công nghệ phụ trợ khác và chính quyền thành phố, cũng như giới chức giao thông và môi trường. Phải đến cuối năm ngoái, chính quyền bang California mới cấp phép cho hai chiếc xe này được chạy thử nghiệm trên đường phố với tốc độ thấp. Trong vài tháng tới, cũng sẽ có những chiếc buýt 12 chỗ ngồi của một doanh nghiệp Pháp là EasyMile chạy thử nghiệm tại thành phố này.